Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Mậu Dần năm 2023, Nam Mạc sinh năm 1998, tuổi âm lịch 26 tuổi, Mạc thổ gặp mệnh kim là tương sinh, giao thái âm chiếu mệnh, hạn diêm vương. Thiên can tuổi Mậu gặp năm quý là tương hợp tốt. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, trong năm 2023 Nam Mạc. Theo lịch vạn niên, năm Mậu Dần bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 năm 1998 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2 năm 1999 dương lịch. Những người sinh ra trong khoảng thời gian này thuộc tuổi Mậu Dần cần tinh con hổ. Thiên can Mậu kết hợp với địa chi Dần mang ý nghĩa đặc biệt là quá sơn chi hổ, tức hổ qua núi. Tử vi tuổi Mậu Dần năm Quý Mão 2023 Nam Mạc có thể được dự đoán dựa trên nhiều yếu tố phong thủy đặc biệt như can chi năm sinh âm lịch, ngũ hành bản mệnh năm 1998, sao chiếu mệnh hay vận hạn tuổi. Theo đó, vận trình số mệnh của Nam Mạc Mậu Dần sinh năm 1998 trong năm Quý Mão 2023 có thể được giải đoán như sau. Về ngũ hành, Nam Mạc Mậu Dần thuộc mệnh thổ, cụ thể là thành đầu thổ, tức đất trên thành, nằm trong mối quan hệ tương sinh với mệnh kim bạch kim, tức vàng pha bạc của năm Quý Mão. Thiên can Mậu gặp niên hạn quý thì được tương hợp chủ về suôn sẻ, thuận lợi. Như vậy có thể suy đoán rằng Quý Mão 2023 hứa hẹn sẽ là một năm thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại đối với Nam Mạc Mậu Dần. Thêm vào đó, Nam Mậu Dần còn gặp được phúc tinh chiếu mệnh là sao thái âm trong năm Quý Mão. Nhờ đó, mệnh chủ may mắn được hưởng phúc lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn. Vượng khí của các tinh này cũng sẽ bảo vệ mệnh chủ và gia đạo khỏi nhiều tai ương bất ngờ. Luật giải tử vi năm 2023 tuổi Mậu Dần trên các phương diện. Công việc, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của Nam Mậu Dần trong năm Quý Mão 2023 có chiều hướng phát triển đi lên mạnh mẽ. Nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa, mệnh chủ thuận lợi đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong công việc. Mệnh chủ nên tự tin tiến hành những dự định đã ấp ủ bấy lâu của bản thân, bởi lẽ khả năng thành công sẽ tương đối cao. Đàn ông Mậu Dần có phong cách làm việc mạnh mẽ, quyết đoán nên có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn người khác. Ngoài ra, người tuổi này còn có tham vọng sự nghiệp lớn lao, luôn khát khao đạt tới vị trí đứng đầu. Vào năm 2023, để giữ thành công trong sự nghiệp, Nam Mậu Dần nên rèn luyện đức tính khiêm tốn và học cách lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh. Thêm vào đó, mệnh chủ cũng nên dành thời gian lập kế hoạch chu toàn trước khi bắt đầu công việc quan trọng. Tài chính. Nam Mậu Dần được mãn nguyện như ý về đường tài lộc trong năm Quý Mão 2023. Sự nghiệp phát triển vượt bậc nên mệnh chủ cũng được tăng lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, dù cuộc sống có trở nên dư dả, mệnh chủ vẫn không nên tiêu xài hoang phí. Đây là thời điểm tương đối thích hợp để mệnh chủ đầu tư sinh lời hoặc mở rộng làm ăn kinh doanh. Trước khi xuất tiền đầu tư, mệnh chủ nên tìm hiểu thị trường, vạch ra chiến lược phát triển rõ ràng. Bên cạnh đó, khi mệnh chủ hợp tác với người khác thì phải lập hợp đồng minh bạch, có lợi cho cả đôi bên. Tình duyên, gia đạo. Theo tử vi tuổi Dần, đàn ông Mậu Dần là người nghiêm túc và chủ động trong các mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Trong năm Quý Mão 2023, vận đào hoa của tuổi này sẽ khởi sắc rực rỡ. Mệnh chủ có thể gặp được người tình trong mộng, hai người sẽ sớm tính đến chuyện kết tóc trăm năm. Năm 2023, gia đình của đàn ông Mậu Dần sẽ đón nhận nhiều tin vui. Nhờ đó mà tình cảm vợ chồng càng thêm mặn nồng, thắm thiết. Sức khỏe. Trong năm Quý Mão 2023, tình trạng sức khỏe của Nam Mậu Dần khá ổn định. Nếu mệnh chủ duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu, bia thì cơ thể sẽ càng thêm cường tráng, khỏe mạnh. Khi gặp phải áp lực trong cuộc sống, Nam Mậu Dần nên nghỉ ngơi thư giãn để tinh thần được nhẹ nhõm, sảng khoái. Một trong những cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất chính là thực hiện sở thích cá nhân, chẳng hạn như du lịch, đọc sách hay nghe nhạc. Xem giao hạn của tuổi Mậu Dần trong năm 2023, sao chiếu mạng. Năm Quý Mão 2023, Nam Mạc Mậu Dần được sao thái âm phù trợ nên cuộc sống được vạn sự như ý, hanh thông cát tường.
Dù có gặp khó khăn thì mệnh chủ cũng sẽ được quý nhân trợ giúp, nhờ đó mà nhanh chóng vươn lên để đạt được thành công. Trong cự diệu lưu niên, sao thái âm chủ về công danh sự nghiệp thăng hoa, danh lợi song toàn. Mệnh chủ may mắn nắm bắt được nhiều cơ hội vàng để phát triển mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp. Nếu mệnh chủ phấn đấu nỗ lực hết mình thì có thể được tăng lương hoặc nhận tiền thưởng hậu hĩnh. Sao thái âm cũng là một cát tinh đối với tình duyên và sức khỏe của nam mạng Mậu Dần. Năm nay, mệnh chủ đón nhận nhiều tin vui, tinh thần lạc quan, phấn khởi nên cơ thể cũng tràn đầy năng lượng tích cực. Người độc thân có tình duyên tốt đẹp, nếu biết vun vén tình cảm thì có thể nhanh chóng tiến đến hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Hạn tuổi. Theo tử vi chọn đời, nam mạng Mậu Dần 26 tuổi âm gặp phải hạn Diêm Vương trong năm Quý Mão 2023. Tuy hạn Diêm Vương chủ yếu tác động đến nữ mạng, nhưng nam Mậu Dần vẫn nên đề phòng tiểu hạn về sức khỏe này. Những người có thể trạng yếu thì càng phải đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc, bồi dưỡng cơ thể. Đối với những người khỏe mạnh, hạn Diêm Vương chẳng những vô hại mà còn mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống. Công việc làm ăn của nam Mậu Dần sẽ phất lên trông thấy, thu được nhiều tài lộc. Tứ trụ, thiên khắc địa lợi. Theo tử vi Mậu Dần nam mạng 2023, mệnh chủ gặp phải đôi chút rắc rối về đường tài vận. Nếu biết cách quản lý tài chính chặt chẽ thì sẽ tài qua nạn khỏi. Bù lại, việc xuất hành đi xa trong năm nay được vạn sự bình an, có duyên gặp được quý nhân. Vận niên. Vận niên của nam Mậu Dần trong năm 2023 là Thự Ngộ Điền, nghĩa là chuột gặm đồng lúa. Đây là điềm báo cát lành về cuộc sống an khang phú quý, tài lộc đầy nhà đối với nam mạng Mậu Dần. Mệnh chủ có công danh sự nghiệp thăng hoa, có cơ hội được thăng quan tiến chức. Thêm vào đó, chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng tiến triển tốt đẹp, có kết quả viên mãn. Hóa giải sao hạn. Trong những năm gặp được cát tinh, người ta thường làm lễ nghênh sao để tạ ơn sự phù hộ của thần linh và tổ tiên. Trong năm Quý Mão 2023, nam Mậu Dần có thể làm lễ nghênh sao thái âm vào ngày lành tháng tốt. Khi thực hiện nghi lễ, mệnh chủ nên có thái độ nghiêm túc, thành kính. Cuộc đời con người sẽ phải trải qua vòng tuần hoàn của cửu diệu lưu niên, chịu ảnh hưởng của hung tinh lẫn cát tinh. Trong những năm được phúc tinh chiếu mệnh nên cố gắng hành thiện tích đức, để bù vào những năm gặp phải hung tinh. Nếu nam Mậu Dần có tấm lòng lương thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi đền đáp, thì ắt sẽ được hưởng phúc trạch dài lâu. Phong thủy may mắn tuổi Mậu Dần năm Quý Mão. Màu hợp tuổi. Các màu sắc phong thủy đại diện cho những yếu tố ngũ hành nên có thể thay đổi vận số của con người. Nếu muốn chiêu tài đón lộc, tránh hung họa thì nên chọn màu bản mệnh hoặc màu tương sinh và tránh xa màu tương khắc. Đối với nam Mậu Dần, những màu thuộc hành thổ sẽ mang đến nhiều điều may mắn để cuộc sống trong năm Quý Mão 2023 hành thông hơn. Mệnh chủ nên sử dụng những màu phong thủy như nâu hay vàng đậm. Hướng xuất hành. Nam mạng tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 thuộc cung Khôn, Tây tứ mệnh. Để được may mắn cát lợi khi xuất hành nên chọn các hướng sau: Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị. Tuổi sông nhà. Sông đất là nét đẹp văn hóa của người Việt với mong muốn là để cầu tài lộc, bình an trong năm mới. Theo quan niệm xưa, người ta thường chọn người sông đất theo tuổi hoặc bản mệnh của gia chủ. Tuổi Dần nằm trong bộ tam hợp hỏa cục Dần, Ngọ, Tuất nên gia chủ tuổi Mậu Dần có thể chọn người tuổi Ngọ hoặc Tuất để sông đất. Ngoài ra, những người mệnh hỏa hoặc thổ cũng có thể mang đến tân niên may mắn cho nam Mậu Dần. Diễn biến tử vi theo các tháng trong năm. Luận giải là số tử vi Mậu Dần nam mạng theo 12 tháng trong năm 2023 như sau. Tháng 1, theo tử vi tuổi Mậu Dần năm 2023 nam mạng, mệnh chủ đón Tết trong không khí đầm ấm bên những người thân. Tháng 2, nên cân đối thời gian nghỉ ngơi và làm việc để giữ gìn sức khỏe. Tháng 3, mệnh chủ có thể đạt được thành tựu rực rỡ trong công việc, được cấp trên đề bạt lên chức vụ cao hơn. Tháng 4, tài lộc dồi dào, tiền tài dư giả, cuộc sống sung túc. Tiến hành việc đại sự vào thời điểm này thì sẽ gặp nhiều may mắn, đạt được kết quả như ý. Tháng 5, sự nghiệp bình ổn, không gặp cản trở bất ngờ, mệnh chủ có tinh thần vui vẻ, hăng say trong công việc. Tháng 6, gia đạo hạnh phúc, yên ấm, người độc thân cũng được mãn nguyện như ý trong tình duyên. Tháng 7, dành thời gian tìm hiểu kỹ càng, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc.
Tháng 8, đề phòng vướng vào chuyện thị phi do kẻ thiểu nhân, dù bất đồng ý kiến với người khác cũng phải giữ thái độ hòa nhã, ăn nói nhẹ nhàng. Tháng 9, đường quan lộc hanh thông, rộng mở, tài vận thăng hoa, mệnh chủ được hưởng lợi lộc bất ngờ. Tháng 10, công việc làm ăn phát tài phát lộc, tích lũy được nhiều của cải, cuộc sống ngày càng sung túc, thịnh vượng. Tháng 11, ngủ đủ giấc mỗi ngày để đảm bảo tinh thần luôn tỉnh táo, minh mẫn. Tháng 12, mệnh chủ nên kiềm chế cơn nóng giận, không nên quát nạt to tiếng với người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!